Vina Châu Channel xin mến chào lại các bạn đã trở lại với kênh của Vina Châu Channel nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ Vina Châu Channel và xin chúc các bạn xem video vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Thì hôm nay Vina Châu sẽ tiếp tục chiếc cây con ra để trồng tiếp nè mọi người. Tại vì corona rảnh rỗi nên là ở nhà để tập trồng cây nè. Đó. Các bạn thấy không, cái cây này nó ra rất là nhiều cây con nên là Vina Châu sẽ chiết ra trồng tiếp. Còn mấy chậu này thì mấy hôm trước đó Vina Châu chiết nó ra đó thì nó cũng mau bắt rễ, nó không có bị héo, chỉ chiết nó ra là nó tươi, tưới nước nó đều đều là nó tươi sống luôn nên là không có bị héo, cũng dễ sống lắm hả. Thì hôm nay Vina Châu sẽ chiết những cây con của cái cây to này ra để Vina Châu tiếp tục trồng. Vì rảnh rỗi quá nên là mình trồng sẵn đây, mình tập trồng cây nè, sẵn cho nó có không khí cây cối ở trong nhà cho nó mát mẻ. Tại vì hiện tại bên đây là đang mùa hè nên là rất là nóng lắm. Thì bây giờ thì ở đây thì có hai cái chậu thừa. Hôm bữa là Vina Châu chiết từ cây lớn qua đó, bây giờ nó còn dư hai chậu thừa nên là mình chiết hai cây con mình bỏ vô đây mình trồng tiếp nè. Mình vừa chiết cái cây lớn qua cái chậu lớn để mình treo lên, bây giờ còn mấy cái chậu không thì hôm nay mình sẽ trồng luôn. Mình sẽ trồng luôn cái nhánh này, hồi nãy nó bị gãy nè, giờ mình sẽ ngắt nó ra từng nhánh nha. Đây nó có cây cọng như vậy. Sẽ ngắt nó ra. Rồi mình sẽ trồng nó luôn. Đây, hai cái. Đây, giờ mình ngắt nó ra vậy. Từng bữa vậy nè. Đây, rồi mình sẽ vô đất rồi mình sẽ trồng nó lên nha. Hy vọng là nó sẽ xanh tốt mau. Ok, giờ đất nó cũng khoảng bao nhiêu đây rồi thì Châu sẽ bỏ cái cây, cái gốc xuống. Giờ nhấn nhẹ nó lại cho đất nó giữ cái gốc. Bỏ thêm một ít đất nữa này. Để hồi cái mình tưới nước nó giật xuống á, là vừa luôn. Xong rồi nè các bạn ơi. Xong. Bây giờ mình sẽ cho nó uống nước. Đây mình sẽ cho một cốc ly giấy như vậy nè. Thì hai ngày sau Châu sẽ tiếp tục cho nó uống. Nó rất là dễ sống luôn á. Cái cây nào mà Châu mà trồng sống thì các bạn khỏi phải lo. Cái này là trời xanh trời nuôi thiệt luôn á. Đây một cây hình nè. Rồi tiếp tục cây thứ hai nhé. Là Châu cũng làm y như vậy, khẽ cái lỗ xong nhấn nhẹ nó lại. Đơn giản không nè, cái gì chứ cái này đơn giản quá ha. Và tiếp tục cho nó uống nước. Xong rồi. Cái này là ngày đầu tiên nó vô chậu nên là mình cho nó hai cốc nước luôn để cho nó thấm hết đất ở trong chậu luôn các bạn. Đây. Một hồi mình sẽ lấy đồ mình sẽ rửa mấy cái chậu này cho nó trắng nó đẹp lại. Đây được hai chậu rồi nè. Bây giờ mình sẽ trồng tiếp chậu thứ ba nha.
Ok, giờ sắp tiếp đây thì Châu sẽ làm thêm chậu thứ ba. Cái chậu này thì mình thay cái chậu khác, nó có nguyên một bộ dưới hai cái chậu trước. Thì chị mình á, bà lấy cho ảnh nó trồng cái gì rồi nên giờ mình mới ra vườn mình lấy lại cái chậu này. Nó hơi khác bộ một tí nhưng mà kệ không sao. Trời, cái bếp của mình hả, đất không à, thì ghê quá, làm xong dọn cái chết quá. Nè, nhấn nhẹ nó xuống một cái đó, cho nên giữ cái góc lại. Giờ sau đây thì Châu tiếp tục sẽ cho cây uống nước, rửa lá luôn, tại vì cái lá mình làm nó dính đất. Quá mình rửa lá luôn cho nó tốt. Ngày đầu mình trồng nó, mình cho nó tới 2 cốc nước rồi đó, cho nó thấm rất nhiều vô. Bây giờ mình sẽ đi rửa chậu. Kinh nguyên cái chậu đi rửa luôn á. Nhà bếp của Châu thì trở biến thành cái chỗ trồng kiểng rồi. Cây trồng cho nên dễ thương không? Đây, mình sẽ rửa tiếp cái chậu thứ hai. Thành cái chỗ trồng kiểng rồi, các bạn có thấy có đáng không nè, có đáng biến cái nhà bếp mình thành cái chỗ trồng kiểng không các bạn? Ok, còn một chậu nữa mình sẽ rửa nha. Ok, giờ sẽ đi ba chậu thì mình đã rửa sạch sẽ và trắng phao rồi, thì mình sẽ để nó lên đây. Ok, các bạn ơi, sự thật hôm nay là mình chia sẻ cây kiểng thiệt, nhưng mà mình chỉ giỏi chăm sóc được một loại cây đó thôi. Còn cái loại cây này là cây xương rồng đúng không các bạn? Các bạn nào mà có biết cách trồng cái cây này thì hướng dẫn cho mình chăm sóc chứ nha. Không biết làm sao, mình không biết cho nó cách, nó cho nó uống nước hay như thế nào, mình trồng nó càng ngày càng héo như vậy nè. Cái này là mình xin của bà chị về đó, nhưng mà mình cố gắng chăm sóc cỡ nào nó cũng héo héo như vậy, nó chỉ muốn chết, nó muốn rời xa mình không à, nó không muốn sống với mình gì hết trơn á. Các bạn nào có công thức chăm sóc được cây này á, nhớ comment chỉ mình với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái cây này là mình đặc biệt không biết chăm sóc luôn, cố gắng dữ lắm luôn mà nó vẫn héo. Đây các bạn ơi, ba chỗ kiểng mình vừa trồng hồi nãy nè. Bây giờ mình đã rửa chậu sạch sẽ rồi nè, các bạn xem có đẹp không? Và bữa nó sẽ lớn lên mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem nha. Đây, nó màu lớn lắm luôn, 2 ngày một cốc nước như vậy thì cây nó sẽ rất là màu lớn và có hoa luôn nè. Chừng nào mình thấy đất chụp quá là đổ đất cho nó ăn thôi. Chỉ có cây này là Vina Châu biết trồng. Còn sau đây là cái thảm hại nhà bếp của Vina Châu. Ok, bây giờ mình sẽ ốp máy dọn dẹp bếp nha. Bye bye. Ok, giờ sau đây Vina Châu sẽ ốp video và dọn cái nhà bếp đất không à.
Thì hẹn các bạn trong video lần sau nhé. Các bạn xem video cảm thấy vui thú vị thì xin cho Vina Châu một cái subscribe và một cái like để ủng hộ tinh thần của Vina Châu với nha các bạn. Bye bye, hẹn các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye.